từ sân bay Nội Bài cùng các thầy cô trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên theo quốc lộ 2A qua Việt Trì, Yên Bái, rồi quốc lộ 37, chúng tôi hướng tới Nghĩa Lộ. Hành trình gần 300 km qua hàng loạt con dốc, ngọn đèo với những khúc cua cùi chỏ tiếp nối trên triền dãy núi đất, tưởng như không khi nào hết, đã lấy đi phần sức lực của đoàn lữ khách. Sắc thu đang ngập tràn không gian núi rừng, quả như cô giáo người Tây Hoàng Thị Hạnh từng cảm hứng. Chiều mùa thu nắng vàng như mật, khi đã qua đèo Ách cửa Nhì, khi đã từng nghe rừng gió hút, anh có vào Nghĩa Lộ với em không? Chiều muộn, chúng tôi vượt qua đoạn đường dài hơn 10 km để tới suối Giàng, nằm trên độ cao 1.371 m so với mặt biển, quê hương của loại chè sang nổi tiếng. Suối Giàng mang ý nghĩa con suối trời cho, đồng thời là địa danh của vùng cao nguyên quanh năm sương mù giăng kín. Nhờ thế, hàng ngày chè được ngậm sương núi và sau khi hái về, chế biến thủ công, bức chè còn giữ lại lớp phấn trắng như tuyết. Ngoài ra, khi hãm cho nước xanh mát, thơm ngát, vị thanh ngọt dịu nên còn được gọi là chè sang tuyết. Chúng tôi dừng chân trước cây chè tổ gần 300 năm tuổi, ngắm nhìn chùm gốc xù xì, rêu phong, những bức chè như cọng rau muống còn đọng hạt sương long lanh, mới cảm nhận được sự già cỗi lâu đời vì thời gian và bao cuộc vật đổi sao dời. Còn xung quanh là cánh rừng toàn chè xanh, tuy gốc rễ cành lá nhỏ bé hơn nhưng ít nhất cũng đã hơn 100 tuổi. Chúng là thế hệ con cháu chích chắc được ươm hạt nhân giống từ cây chè tổ này. Nếu lần đầu tiên lên xứ Mường Lò, Nghĩa Lộ thì không thể bỏ qua một đêm giao lưu với nhóm xòe cây nhà lá vườn của người Thái, thưởng thức một đêm xòe thanh lương sau xuyến hội mùa, một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc với các điệu mời rượu hiếu khách. Điệu mô phỏng quá trình khẩn khai, mở đất, lên nương. Và rồi, tiếng chiêng, nhịp trống dồn dập qua điệu khăn len, mang tính tập thể, biểu hiện tình đoàn kết anh em giữa các dân tộc với lời mời gọi tha thiết. Xòe đi anh, cầm tay múa, xòe cùng anh, chén rượu thơm dâng đầy. Người xưa có câu, nhất thanh, nhì lò, tam thang, tứ tất, chỉ bốn xứ Mường, Mường Thanh, Mường Lò, Mường Thang, Mường Tất của Tây Bắc. Nổi tiếng với nhiều của ngon vật lạ, và đặc biệt là điệu múa xòe cổ xưa của xứ Mường Lò. Tú Lệ ngạt ngào hương nếp tan lã. Ở đây, ruộng lúa nếp phần lớn đã đỏ đuôi, rặt một màu vàng ống, nhưng vẫn sót lại vài ba cánh đồng còn xanh mởn do khí hậu, thời tiết và thời điểm gieo xạ muộn hơn. Xa xưa, theo truyền thuyết, tổ tiên người Thái được các vị tiên ban cho một người thóc giống với lời dặn phải tìm nơi có khí hậu, đất đai phù hợp mà gieo trồng sẽ có được loại lúa nếp thơm ngon đặc biệt. Vâng lời, già làng đã cử người đi khắp các vùng Tây Bắc tìm nơi có đất màu để gieo hạt. Đến vùng Khâu Phạ, nơi có dòng nước mát trong từ con suối Mường Lấu, già làng mới ưng ý định canh. Nhờ suối Mường Lấu nuôi dưỡng, giống lúa nếp trời ban ấy mới trổ bông và cho ra đời hạt nếp vừa dẻo vừa thơm đến lạ kỳ. Khác với cái nắng khô cằn thường thấy ở Tây Bắc do ảnh hưởng của gió Lào, cung đường Khâu Phạ vắt qua một nhánh của dãy Hoàng Liên Sơn lại thoáng mát, xanh lá cây rừng. Con đèo dài hơn 30 km, uốn lượn bên vách núi, hùng hút, thẳng lên đỉnh có cao độ 1.200 m. Nhưng cảnh quan kỳ vĩ của nó khiến lữ khách bớt lo âu, mệt nhọc. Đỉnh đèo quanh năm vần vũ mây bay, và người Thái bản địa tin rằng người nào dưới trần gian gặp quan khúc đến đây cầu khấn, tâm sự, có thể thấu đến tận trời. Nét đẹp của Khâu Phạ mang dấu ấn riêng, không chỉ bởi đường nét, khúc đoạn, thế núi, mà còn quyến rũ từ những thung lũng mênh mang,
với lớp lớp ruộng bậc thang. Ở đây người Mông người Thái tận dụng đồi núi thoai thoải, khai khẩn nên những thửa ruộng rộng rãi, xếp mình thoai thoải khắp cả thung lũng. Nhờ thế từ đèo Khâu Phạ nhìn xuống, cánh đồng hiện ra như biển sống đầy họa tiết đa sắc màu. Trong khi đó, Mù Căng Chải, Yên Bái, địa danh không còn là xa lạ đối với những ai ưa thích du lịch khám phá, lại thuộc vùng núi cao, cấu trúc địa hình phức tạp, buộc bà con dân tộc Mông tại xã La Phán Tẩn, Chế Cu Nha và Nhế Xu Phình phải tùy vào độ dốc để bạt đất, đắp bờ, lượn quanh từ sườn núi này qua núi khác, hoặc gối lên nhau tầng tầng lớp lớp. Ruộng ở đây tựa như những bậc thang lên chín tầng mây. Nhiều người cho rằng ruộng bậc thang Mù Căng Chải chỉ đẹp dịu kỳ khi mùa lúa chín. Lúc ấy cả một vùng núi non trùng điệp đều rực rỡ trong sắc màu vàng ươm. Nhưng chúng tôi thêm nể phục khi những thửa bậc thang kia đang phơi ải, xuất lộ trí tuệ, công sức của đồng bào dân tộc vùng cao, và hiện nay đã trở thành di tích, danh thắng cấp quốc gia, là niềm tự hào của người dân Mù Căng Chải. Tiếp qua Thang Uyên, Bình Lư, đoàn lữ khách rẽ quốc lộ 4D đã gặp dãy Hoàng Liên Sơn với những đỉnh núi nhọn như mũi lao án ngữ sừng sững trước mặt. Đèo Hoàng Liên Sơn, dân địa phương gọi Ô Quy Hồ hay Trạm Tôn, dài gần 50 km và đỉnh đèo nằm cao độ 2.073 m so với mặt nước biển, đồng thời là ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Nắng chiều đang xuống dần, tạo nên nét bóng đổ trên sườn núi Phan Xipang, khiến nóc nhà Đông Dương thêm uy nghi, ngạo nghễ. Thảm rừng trên đèo Ô Quy Hồ thật lạ, hoang dại, sâu thẳm trên một địa hình bị chia cắt nhiều tầng lớp, từ độ cao 1.000 m đến 3.000 m, đã tạo nên sự đa dạng, phong phú về thực vật, động vật, đặc biệt có nhiều loài quý hiếm và sinh cảnh đặc hữu. Có lẽ vì thế mà không phải ngẫu nhiên, Vương quốc gia Hoàng Liên Sơn được tôn vinh là Vương quốc cây thuốc, Vương quốc hoa đỗ quyên và trên hết là Vương di sản ASEAN. Đi chơi núi, dạo trong rừng, ngắm hoa hiện đang được du khách yêu thiên nhiên hoang dã lựa chọn mỗi khi ghé thăm Sapa. Nhưng cột mốc 3.143 m trên đỉnh Phan Xipang, cao nhất Đông Dương, mới là khát vọng chinh phục của nhiều người đam mê khám phá, phiêu lưu. Dừng chân trên đỉnh đèo là dịp ngắm nhìn cung đường đèo khi ẩn hiện sau đám mây bồng bềnh và đất trời sâu thẳm vùng Tây Bắc. Một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Sáng sớm, trời đổ cơn mưa đã cuốn trôi bụi đường cùng bao mệt nhọc của đoàn lữ khách chúng tôi sau chặng đường dài đến phố núi Sapa. Mọi người đang háo hức lên đỉnh Hàm Rồng, cao 1.780 m so với mặt nước biển, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn. Đỉnh núi có chóp đỉnh tượng hình đầu rồng nên người bản địa đặt tên Hàm Rồng. Truyền thuyết kể rằng thuở Sapa còn chìm trong đại dương, có hai anh em nhà rồng trốn xuống thủy cung mà vui chơi đây đó. Thượng đế phát hiện gọi về, rồng anh nghe thấy đã bay về trời, rồng em mãi chơi nên chẳng nghe thấy. Trời sắp tối, rồng em mới sực tỉnh, quẩy đuôi ngoi lên thì cửa thiên đình đã đóng chặt lại. Rồng em đành phải ở lại hạ giới và hóa thành núi đá, với tư thế đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời. Lên đây theo con đường ốc đá dẫn tới đỉnh núi, du khách không những được tận hưởng cảnh sắc mây trời, rừng đá rêu phong, rừng đào lâu năm, những vườn kỳ hoa dị thảo khoe sắc, tỏa hương, mà còn thông thả đi dạo giữa hai hàng vách đá sừng sững, tựa như cổng thiên đình, thỉnh thoảng lại gặp những ngách đá chật hẹp, đến nỗi khách đi qua phải lom khom hoặc nghiêng mình. Đường đi càng lúc càng lên cao, tới lúc được đứng trên sân mây là nơi trong những ngày nắng ấm, mây thường hội tụ, lúc trôi lơ lửng, lúc bàng bạc, khiến khách phương xa tưởng chừng như đang lạc vào cõi thần tiên nào đó. Đứng trên đài vọng cảnh, sân mây, phóng tầm mắt toàn cảnh thị trấn Sapa mờ ảo trong sương,
và xa xa thấy núi rừng trùng điệp kéo dài tới tận chân trời. Buổi chiều, trong cơn mưa, chúng tôi hướng tới bãi đá cổ Sapa, nằm rải rác từ thung lũng Mường Hoa đến tận những sườn núi quanh vùng. Được phát hiện vào năm 1925, bãi đá cổ gồm 159 khối đá lớn nhỏ, một chứng tích về sự tồn tại của người tiền sử ở đây. Người ta thấy hầu hết trên mặt đá đều lộ rõ những hoa văn kỳ lạ với nhiều hình dạng, bậc thang, hình người, con đường, có những rãnh tròn khá giống biểu tượng mặt trời, có hình nam nữ giao phối, biểu tượng sự sinh thực và rất nhiều những vạch kẻ lạ mắt. Rời bãi đá cổ, trời vẫn mưa dai dẳng, nhưng vẫn không làm nản lòng đoàn khách phương Nam đặt chân tới làng Tả Phìn, một địa chỉ du lịch ở Sapa còn khá mới mẻ với nhiều người. Đây là bản làng của cộng đồng người Dao Đỏ sống bình yên dưới những mái nhà bên sườn núi. Ngoài nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, thông qua các phong tục, tập quán, những nghi lễ cưới hỏi, lễ ăn thề, lễ cấp sắc, v.v., người phụ nữ Dao Đỏ còn giỏi giang việc thêu thùa nhằm trang trí trên quần áo của mình hoặc thêu thổ cẩm để bán cho khách du lịch. Thông thường, các bé gái từ 6 tuổi đã được mẹ hướng dẫn kỹ thuật nhuộm vải, thêu hoa. Để từ đó, đến khi về già, việc thêu thùa, may vá đã trở thành tập tính của mỗi phụ nữ người Dao. Sau một đêm ngủ trên tàu, trở về Hà Nội, qua thành phố Hạ Long, ra bán đảo Tuần Châu, để rồi từ đây chúng tôi theo phà qua một phần nhỏ của vịnh Hạ Long. Hạ Long đó, với những tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ, hoàn mỹ của thiên nhiên, gắn liền một truyền thuyết. Xưa kia, vùng biển đông sáng chiều thường xuất hiện con rồng mẹ và đám rồng con xuống nô đùa với sóng nước. Bẵng đi một thời gian, chẳng hiểu vì sao mẹ con rồng biệt dạng, thế là đám thủy quái thuần luồn ra sức tận diệt con người, tàn phá xóm làng. Trong lúc nguy khốn, dân làng chợt nhớ đến rồng và làm lễ cầu xin cứu giúp. Cảm động vì lòng thành của dân làng, rồng mẹ cùng đám rồng con kịp lúc xuất hiện, để rồi dùng lưới lửa thiêu cháy đám thủy quái. Diệt xong đám thủy quái, rồng mẹ và rồng con không trở về trời, mà ở lại hạ giới. Nơi rồng mẹ đáp xuống chính là Hạ Long, nơi đám rồng con phủ phục kề cận bên mẹ là Bái Tử Long. Đến đảo Cát Bà, chúng tôi vượt dốc, đặt chân đến pháo đài Thần Công trên cao điểm 177, một tuyến điểm du lịch mới được đưa vào khai thác của du lịch Hải Phòng. Nằm vào vị trí đắc địa trên ngọn núi cao nhất ở phía nam của đảo Cát Bà, có tầm quan sát nhô ra ba hướng biển. Những chứng tích lịch sử còn lại ở đây, ngoài hai khẩu pháo Thần Công được sản xuất năm 1910, đầu thế kỷ 20, còn là một hệ thống đài quan sát và hầm hào phức tạp được xây dựng sâu trong lòng núi. Tất cả vẫn hầu như còn nguyên vẹn, dù thời gian đã phủ lên nó lớp rêu phong cổ kính. Tuy nhiên, pháo đài Thần Công không chỉ đơn thuần là di tích lịch sử, mà nơi đó còn ẩn chứa những chiến tích lịch sử ít người biết đến. Nếu trong chiến tranh, cao điểm này là trận địa pháo gìn giữ vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc, thì trong thời bình, đây còn là nơi để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thần tiên của quần đảo Cát Bà từ nhiều góc độ. Quả thật, đứng trên khu du lịch pháo đài Thần Công, khách có cơ hội thu trong tầm mắt không gian mênh mông, vô tận của biển cả, những hòn đảo bồng bềnh như trôi trên sóng nước, những bãi tắm hoang sơ trong trẻo, những bến thuyền sầm uất ken sát thuyền neo đậu, những mảng xanh ngắt của cây vườn quốc gia Cát Bà, mà ở đó nắng chiều qua tán lá tạo nên hiệu ứng lung linh, rực rỡ. Tất cả khiến người ta phải thảng thốt, thậm chí bàng hoàng trước sự xếp đặt tài tình của mẹ thiên nhiên. Khách có thể thả bộ quanh đỉnh núi trải nghiệm một chút cảm giác của kẻ khám phá, chinh phục, hoặc theo lối mòn xuống tận những bãi tắm cát trắng để đắm mình trong làn nước trong xanh, mát lạnh. Sẽ là thiếu sót lớn khi đến đảo Cát Bà mà không ra vịnh Lan Hạ, bởi nơi đây có một cảnh quan kỳ thú khác
một quần thể đảo đá vôi muôn hình vạn trạng, luôn đổi thay theo góc nhìn, thời gian và tâm trạng của người ngoạn cảnh, khiến người ta thỏa sức tưởng tượng, sáng tác dựa trên những tác phẩm mà thiên nhiên đã đẽo tạc. Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà, trông ra cửa vạn, liên kề với vịnh Hạ Long, nhưng các hòn đảo của vịnh Lan Hạ lại mang sắc màu riêng. Đảo ở nơi đây, dù lớn hay nhỏ, đều phủ xanh cây rừng hay thảm thực vật tầm thấp. Đây là một vùng vịnh rất êm ả, hình vòng cung, với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ mà tạo hóa xếp đặt tài tình thành bức tranh thủy mặc khổng lồ. Khác với vịnh Hạ Long vốn rất ít bãi tắm, vịnh Lan Hạ sở hữu hơn 100 bãi cát tắm. Nhiều bãi cát sỏi dài giữa hai khối núi đá, yên tĩnh không có sóng lớn, đó thực sự là những bãi tắm lý tưởng. Bằng du thuyền, du khách có thể lách qua các khe núi, vịnh nhỏ, thăm các hang động, nghỉ ngơi trên các bãi tắm giữa biển và lặng ngắm san hô dưới làn nước xanh trong. Vịnh Lan Hạ chưa có người ra ở nên hầu như còn nguyên vẹn như thuở hồng hoang. Chỉ thỉnh thoảng khách bắt gặp dưới chân đảo đá là những làng bè chuyên nuôi các loại đặc sản của vùng. Đây cũng là nơi cung cấp cá, tôm tươi sống cho nhu cầu ẩm thực của du khách. Vịnh Lan Hạ đẹp mỹ miều như chính cái tên của nó, nhưng rất tiếc vì đứng sau cái bóng quá lớn là kỳ quan Hạ Long, nên cho tới nay du khách nội địa vẫn ít người biết tới. Sông lại là nơi du khách Âu Mỹ hay thuê thuyền chơi vịnh suốt mấy ngày mới trở về bến. Chúng tôi từ phương Nam xa xôi, với 6 ngày 5 đêm xuyên qua hầu hết những danh thắng của Tây Bắc và vịnh Bắc Bộ, quả là một chuyến đi khá vất vả nhưng mãn nhãn. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại các bạn trên những cung đường khác, để rồi cùng nhau có dịp giật mình, bất ngờ, thảng thốt trước sự sắp đặt của tạo hóa và trước sự đổi thay từng ngày của quê hương đất nước.